Chào cả nhà nha, hôm nay thì Huy quay vlog làm khô heo lại nha cả nhà. Thì mẹ Huy ở bên đây. Đây. Mẹ Huy đang làm khô heo đây, đang chuẩn bị phơi buổi sáng. Quay khô heo cho cả nhà coi. Đó nè. Cái này làm ít rồi nha cả nhà, làm Mình làm thử coi coi có lời không á. tại vì heo giờ nó vẫn vẫn còn đang mắc, nhưng mà là tại vì gần Tết rồi, làm cho quý cô chú anh chị sẵn làm quà, mua làm quà tặng rồi luôn. Cái mùi tiêu. Mùi tiêu mát lên. Cái nắng buổi sáng heo này phơi hai nắng nặng là 2 ngày. Cũng có khách á, mua rồi rồi đặt mua nữa để làm quà, nhưng mà mình tại mình trời mưa mình không có làm nè, mình nghỉ nè, với thịt nó lên giá quá nên ra nghỉ nè, nó có nhiều nguyên nhân lý do lắm. Với lại bán đợt trước á là khách ta mua thử ăn, thì ăn ok thì ta mới mua, bắt đầu mua nhiều. Thì cái đợt người ta bắt đầu người ta ăn thử xong là mình ngưng bán. Bây giờ mới bán lại nè cả nhà. Chưa Sau chắc cái đợt đó bây giờ mới làm thử nha, chưa nói trước. thử xương xương thôi. Thử coi tình hình nó như thế nào, ổn thì mới bán, coi có thể kiếm tiền chợ búa gì được không, Kiếm tiền Tết thôi. kiếm tiền mua quà Tết rồi coi được không. Rồi bây giờ là 1 giờ trưa rồi, phải ra chở thịt nha cả nhà. Ngủ ngơi nghỉ mệt rồi ra chở thịt. Tại vì một bên mặt nó chín với này, Nó khô. nó khô hơn bên mặt kia là phải chở qua. Phải chở nó Đó. mới khô được. Lâu rồi cả nhà chưa thấy khô heo không? Nhà Huy là khô heo là Huy ăn hết trơn rồi. Lúc mà mẹ đi Sài Gòn là Huy ăn hết ở nhà. Cái này là mè hay là ớt mà? Ớt với tiêu. Ớt tiêu. Đây Còn là bên cây nè. bên kia là mè đó. Cái Này là kia là cây. nè. Này là Này cái cây, cái kia không kia. cây. Cái kia vừa vừa. Đó, mình chở xong mình lấy cái này mình chùm lên, không sợ ruồi muỗi gì hết. Bây giờ phơi không có sợ ruồi đâu. Hồi đó hả? Trời ơi. Phơi bao nhiêu á, xẻ cá bao nhiêu hả, phơi á là con ong á là nó ăn hết thịt luôn, ăn hết chân, còn có da cá không à. Cả nhà với lại là đợt này là chắc Huy với mẹ là có làm thêm cá nữa đó cả nhà. Cá khô á, khô cá nhồng. Chắc đợt này là Huy với mẹ sẽ làm thêm một loại khô nữa là khô cá nhồng với khô heo, là 2 loại khô cho cả nhà có nhiều sự lựa chọn. Vì cháy đủ chín rồi, con lại bẻ đem xuống xuống cho nó chín cho cha mẹ ăn. Đây.
đủ chín nha cả nhà. Ở đây là được cái đủ nhiều lắm, lâu cái chín trái hai trái cái có ăn. À, chín vậy là sơ sơ vậy là mình đem vô được. Mà mình đem vô là mai rồi bốt là ăn được rồi, mùa mình xài. Chín quá nó bị nó đụng chứ luôn á, nó bị cái gì con gì đục lắm á. Con gì con ruồi vàng á nha. Con đó hay đục. Có con đó, bốt á, bốt á. Chào cả nhà. Bữa nay bà bá nói là thèm sườn nướng, thành ra mình nấu cơm cho bà bá ăn là bằng sườn nướng nha cả nhà. Bây giờ mình làm cái món này nha, mình hấp lên, món trứng hấp nè nha. Dập cái này ra cho chỉ cái chồng trắng ra nhiều. Rồi bây giờ mình bỏ tôm vô nè. Tôm. Đây cả nhà, hôm nay là không có quay ở trong đó nữa, không quay trong cái chòi nữa. Cả nhà thấy cái chòi không? Che bạc, che đồ mà nó vẫn nắng. Nắng nửa khúc luôn nè. Còn hôm nay là đi ra ngoài đây. Nè, ra cái ao cá nè. À, cái ao cá này quay nè, ở đây nè, mát rượi luôn. Không có gì hết trơn. Là nhờ cái cây mít nè. Cây mít này nó không có trái, nhưng mà cái cây nó bự lắm. Nó có được hai trái. Cái ăn cây trái còn trái đèo. Có được muối một bữa bé Na nó nhà bé Na. Xẻ da nó ngon, thiệt là ngon nhưng mà có muối bột à. Mà nhờ cái cây này nè nó bự á, nó che cho nên Huy có chỗ quay YouTube nè. Không có cái cây này là không biết quay chỗ nào luôn á. Nhờ nó. Nó làm một phát một nó che hết cái khúc này luôn mà. Rồi giờ nướng thịt. Ở đây là bây giờ là hấp rồi, hấp đồ rồi. Còn bên đây là mẹ Huy sẽ nướng thịt. Này là bà bá đòi ăn sườn. Sườn nướng. Sườn nướng nữa cả nhà. Cái này có thêm dĩa cơm tấm nữa xảy luôn rồi. Cái này cha mẹ không chịu ăn cơm tấm, đòi ăn cơm bình thường thôi. Đây, sườn nướng với cơm bình thường. Thì cơm tấm cũng là cơm bình thường nó bể ra. Trời ơi, nó sôi kìa. Cha mẹ em lắm phái vậy đó. Nè. Sôi nè. Chưa đó ngon, ác lắm. Mấy cái dĩa này đựng đi. Giờ chín rồi. Cái này là món mới nha. Món này là gì mẹ? Đây là cái mỡ hành mà người ta chợ đổ cái gì tỏi ớt đồ vô á, mà mình thấy cái đó mình ngán là mình lấy ít mỡ hành là mình với ớt, hành với ớt mình để vô đó. Trời ơi, dưa leo ăn với cà chua nữa. Cái nó khách cái đẹp thôi, không ăn không được. Rồi, cơm xong rồi, cả nhà ơi, bây giờ này cơm lạ. Mời cả nhà ăn chung với gia đình mình. Cái này là cơm bình thường chứ không phải là cơm tấm nha. Tại ổng không chịu ăn cơm tấm, ăn cơm bình thường thôi, nhưng mà lấy sườn nướng cho ổng. Con thích ăn cơm tấm hơn cơm bình thường. Có sườn rồi. Nướng là phải ăn cơm tấm. Sườn nướng, nhưng mà bữa nay mình làm cái món này nó hơi lạ một tí. Cơm tấm biết sao, con ăn hộp nhỏ quá, sợ nó sặc. Nè, nắm đầu nó lên, nắm dạ, nó lên. Mời cả nhà ăn đi, mời cả nhà ăn cơm. Nè, con tôm. Mình thử cái môn này chứ đi.
cái môn này thấy lạ lắm nè. Đây là có phải có cái muỗng nhỏ đút vô. Vậy làm cái trứng này trước rồi. Lấy cây nĩa nè. Là ớt này nó không có cay á mà. Ừ. Đây. Cái nè, gỡ ra, gỡ cái gỡ ra thêm. Bởi. Đấy à. Múc cái nhà. Lấy muỗng múc. Mà cái nhà ăn nha. Thử cái món này, món lạ lạ của mẹ. Bởi lụm chân vậy tờn. Món này có cái muỗng nhỏ anh múc. Muỗng này múc cũng được kìa. Nè, đầu muỗng nè. Đưa vô. Bự quá. Bởi. Này, bỏ ra đây ăn cơm luôn. Ăn bể không? Ờ, vét. Bể làm đôi mình vét cái mồm không? Mình bẻ ra mình ăn luôn nè. Cái bằng trứng hấp quá. Thì trứng hấp mà. Nói đâu sai đâu. Y giống trứng luộc chứ. Không. Cái này là trứng hấp á. Trứng hấp. Đó cả nhà, hai cái cà chua dưa leo vô không có tác dụng mà nhiều người vẫn làm. Rồi. Trồng trắng. Để ngoài ăn. Rồi. Miếng đồ chay nè. Ai chưa mời cả nhà thì mời đi nha. Đây, đồ chay nha cả nhà. Tôi mời mỗi đầu tiên mà. Ngon không? Bữa mẹ lên phố mà con miếng mắm cho. Bây giờ con đổ này bỏ đi, con múc mắm vô đây. Trang con nè. Trang con muỗng rồi. Cái chén này là chén dầu mà nêm nếm rồi nè. Đổ bỏ đi. Con đổ ra đó thì lấy múc mắm vô. Đổ ra ngoài chỗ đóng cỏ rồi. Đổ. Hấp cho ngoài rồi. Đây, đổ vô cho. Đây. Cầm lên. Đây. Cái sườn này mới đỉnh nè. Sườn ăn mới ngon á. Mà cái nhà ăn sườn nướng cũng là sườn mà hồi xưa mẹ Huy bán trong tấm cũng khác. Ăn lại là nhớ lại khẩu vị hồi xưa luôn hả? Nó mềm mà nó thơm. Cũng giới thiệu cho cả nhà luôn là sắp tới là Huy chuẩn bị bán khô cá nhồng với lại là khô heo hai loại, chuẩn bị bán lại nha cả nhà, đang làm rồi đó. Tại vì á heo bây giờ nó giá nó còn cao quá, bữa nay mình lấy thử một ít thịt đó mình làm thử coi, mình nhắm nếu mà có lời thì mới làm được, còn không có lời chắc không dám làm, lỗ là xỉu. Lỗ là xỉu luôn á. Dạ, hiện giờ là mình đang làm thử một mớ cỡ chục ký à. Mình thử coi như thế nào, coi da khô coi nó như thế nào, coi có mắc ký nhiều á là không có lời, là mình bán cái giá cũ là không có được. Bây giờ mình phơi hai nắng. Mình không phải giá cao quá thì cũng lên á, thì lên giá thì có kỳ lần. Mà không lên nó thì bán không có lời. Mía bây giờ còn đang phân vân. Nói chung là bây giờ có món mới nữa đó, thì nếu mà heo không được thì làm cá. Cá nhồng á, cá nhồng ngon lắm. Cá nhồng cá mặn ha. Cá muối ớt ha. Cá không có mặn, vừa ăn à chứ không có mặn. Vừa ăn. Cá đó mà xong về chiên lên ngon ha. Ừ. Cá này là mình làm sạch sẽ lắm, không cần rửa luôn. Mình làm sạch sẽ hết rồi mình phơi giống như khô heo vậy đó, mình đậy lại vậy á. Khi mà nó khô rồi cái mình đem vô mình cắt vô bọc rồi đàng hoàng là sạch sẽ. Khi mình đem về mình mua mình đem về nhà mình cắt ra, lấy kéo mình cắt nhỏ ra là bắt đầu mình chiên mình ăn liền thôi, không cần rửa mình nghĩ chứ. Rồi mời cả nhà cục sườn. Ngon. Mấy em mới ăn đã luôn ha. Ừ.
Sườn mới nướng nóng nóng ăn liền ngon ha. Cha mẹ ăn đồ xào không? Không. Nhiều đủ ha. Sườn có mỡ không đó đâu. Mỗi lần á mà ướp sườn này á là nhớ lại cái lúc bán cơm tấm. Cơm tấm xà bị trưởng. Hồi đó là một tay bà bá là nướng hai dĩa thịt mà. Hồi đó mỗi ngày mẹ ướp. Mẹ ướp mấy chục ký. Mấy chục ký thịt đó là làm ơn dằn ơn. Cha mẹ á bán xong về chiều lại cha mẹ tập thể thao rồi ở nhà là mẹ làm ơn. Sườn này sườn non á, da nó chứ có lộn mỡ vô không bé. Này giống nấm, nấm đùi bẻ. Gà giống nấm chàm đó không? Nấm đùi gà giống nấm giật rồi không, mẹ đi bẻ. Người nấm gì? Nấm đùi gà. Ngon quá các cô chú anh chị ơi, khán giả ơi, ngon quá. Bà bá ráng khỏe đi, mới dẫn bà bá đi đây đó đi chơi được. Lên kế hoạch hết rồi đó. 3 tháng nữa. Còn lên kế hoạch là đi cái thúng nó mới ghê. Có rồi, thúng mà sao ta lội. Đâu. Người ta có cái dịch vụ là có cái thúng á, người ta đưa mình ra giữa hồ á, rồi ăn uống ở trên thúng á cả nhà. Rồi đi ngắm cảnh. Đây mình ra cái thúng ra biển cho ta nhận xuống dưới cái thúng ra. Cái hồ. Cái đó gần cái chùa đình đó. Cái hồ hả? Xé cho miếng giấy ra ta. Cái sông thôi. Đâu rồi đó, ba cây sườn. Đó là cái con sông thôi chứ không phải là biển hả? Ừ. Rồi mà mình hết luôn á. Cù luôn. Ừ. Giấy để gọn. Có sở thú nữa. Quá trời no. Cho ly... Cho ly nước. Cho ly cà phê sữa đây. Mình lên kế hoạch đi gia đình đi nhiều thứ lắm cả nhà, nhưng mà là do bà bá bệnh bất chợt quá cho nên là hoãn lại hết. Định thay đổi content đó là đi đây đó, nhưng mà bà bá nói chưa được thay đổi. Để cho chân bà bá khỏe, để có gì thúng nó úp thì bà bá bơi được. Cho con chó rồi. Con chó này nó bảo vệ anh em vậy đó. Chuyến này bà bá lên Sài Gòn tái khám là Huy có dự định là cho bà bá đi trị cái xương sống luôn. Tại mình làm ở nhà là chỉ là tạm thời thôi. Tại vì xương sống bà bá nó bị nhiều thứ lắm. 4-5 bệnh xương sống nó tập trung vô một đợt. Nhưng mà mẹ thấy à, ở thành phố người ta nắng xương á, người ta không có sữa đâu. Ta nắng người ta sung điện đâu mà không có sữa đâu. Ý là có nhiều chỗ điều trị á, chứ ở đây đâu có chỗ điều trị đâu, mình điều trị tại nhà không à. Thấy đi và tốn kém quá, đi phải ngoài mò. Chứ giờ bà bá đi được thiệt, nhưng mà tại vì nó có nhiều bệnh gai đốt sống, thối hóa đốt sống, thơ hóa với là thuốc mỹ đốt sống, rồi hẹp đốt sống, rồi khe đốt sống, rồi tùm lum hẹp ấy. Hẹp khe nó nhiều thứ quá. Mình thí dụ mình ở nhà mình tự trị thì cũng trị được một cái, thì còn 3-4 cái còn lại thôi. Nó dặn đi được thì đi được, nhưng dặn đau thì vẫn phải đi trị. Chỉ có lên Sài Gòn thôi. Hôm nay thì cái buổi chia sẻ về cái món ăn cũng như là cuộc sống hàng ngày của gia đình mình thôi. Cũng thông tin đến cho cái nhà là sắp có khô heo với lại khô mới. Không, tới đây sẽ làm. Tới đây nếu mà thuận tiện là làm, giá cả nó hợp gì?
hợp lý. Nếu mà trong vài ngày thôi, là mẹ Huy với Huy là tính toán coi nó làm sao, là đại khái là trước mắt là muốn có thể là bán lại được đó cả nhà. Đó, trước mắt là không tin đến cho nhưng nó nhà. Mà phải nắng nha, nắng mới được nha. Nắng, vậy này là nắng mà đâu, ít mưa rồi, hết mưa rồi. Đó, thì chia sẻ đến cho cả nhà như vậy. Đó là hôm nay là gia đình Huy chỉ có như đó thôi. Thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà clip sau. Bye bye cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà. Bye bye.